Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự hôm nay Chủ nhật ngày 24 tháng 11 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và bây giờ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Hội nghị góp ý và dự thảo văn kiện trình Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Xã Đa Lộc, huyện Ân Thi đón bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Bế mạc liên hoan phát thanh truyền hình toàn tỉnh lần thứ 16. Nhà máy nước Thịnh Phát phục vụ tốt nhu cầu nước sạch cho nhân dân. Bất cập trong việc quản lý xe đưa đón học sinh tại huyện Ân Thi. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua ngày 23 tháng 11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị gặp mặt người con quê hương Hưng Yên đang công tác tại các ban bộ ngành trung ương và lãnh đạo một số tỉnh phía Bắc do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn, nhằm góp ý vào dự thảo văn kiện trình Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở ngành trong tỉnh. Trước khi bước vào hội nghị, Đại tướng Tô Lâm cùng đoàn và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến dâng hương tại Văn miếu Xích Đằng, nơi thờ Khổng Tử và Chu Văn An. Văn miếu Xích Đằng là nơi tôn vinh tinh thần văn hiến hiếu học của mảnh đất Hưng Yên, được xây dựng từ cuối thời Lê vào thế kỷ 17, khoảng năm 1701. Tại các bia đá trong văn miếu khắc ghi tên của 200 vị khoa bảng có công với quê hương đất nước. Tiếp đó, đoàn và dâng hương tại nhà lưu niệm Bác Hồ trong khuôn viên Hồ Bán Nguyệt. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, với lòng thành kính vô hạn, các đại biểu thể hiện sự tri ân và quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh. Dâng hoa tại đài tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn đối với Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo kiên định và sáng tạo, có nhiều công lao trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên quyết tâm xây dựng thành tỉnh mạnh của toàn quốc như lòng mong muốn và căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Phát biểu tại hội nghị góp ý vào dự thảo văn kiện trình Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ cảm ơn những tình cảm của người con quê hương Hưng Yên công tác trên mọi miền Tổ quốc trong thời gian qua thường xuyên quan tâm, có những ý kiến đóng góp định hướng xây dựng tỉnh ngày càng phát triển. Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã báo cáo về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp, báo cáo về tình hình phát triển kinh tế xã hội, thu hút đầu tư, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, phát huy kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ này với hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch trước hơn một năm. Vì vậy, trong nhiệm kỳ tới, tỉnh cần định hướng cụ thể chiến lược phát triển trên cơ sở làm tốt công tác quy hoạch để có hướng phát triển đến năm 2030-2045. Đồng chí nhấn mạnh, Hưng Yên có nhiều tiềm năng phát triển và phải biến các tiềm năng đó thành hiện thực, trong đó tiếp tục đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường công tác khuyến nông, phát triển nông nghiệp hàng hóa, nông nghiệp sạch, quan tâm phát triển các khu đô thị tập trung. Đi liền với đó, tỉnh cần không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nguồn lao động có tay nghề cao, đẩy mạnh xuất khẩu lao động và giải quyết tốt các vấn đề ô nhiễm môi trường trong quá trình phát triển. Sáng nay, xã Đa Lộc, huyện Ân Thi tổ chức lễ đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tới dự có đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Lê Văn Hưng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phạm Thị Tuyến, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Thực hiện chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Đa Lộc, huyện Ân Thi đã huy động được trên 200 tỷ đồng từ các nguồn vốn của nhà nước và của nhân dân đóng góp xây dựng các công trình tại địa phương. Đến nay, hệ thống cơ sở hạ tầng trong xã đã cơ bản hoàn thiện, 100% đường giao thông nông thôn được cứng hóa, cơ sở vật chất, văn hóa, y tế, giáo dục được nâng cấp khang trang, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu của cấp ủy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cùng nhân dân xã Đa Lộc trong xây dựng nông thôn mới. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, xã cần làm tốt công tác quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, chuẩn bị các điều kiện về nguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng sự chuyển đổi sản xuất từ nông nghiệp sang các loại hình kinh tế khác, tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp, tổ hợp tác với người tiêu dùng, chú trọng ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và sản xuất, chế biến sản phẩm, tiếp tục huy động nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất và đời sống dân sinh, nâng cao trách nhiệm bảo vệ môi trường, quan tâm chăm lo công tác giáo dục, đào tạo nghề, bảo đảm an sinh xã hội, phát huy vai trò tự quản của nhân dân, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, làm tốt công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phấn đấu đưa xã Đa Lộc sớm trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu. Tại buổi lễ, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã trao bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đa Lộc. Nhân dịp này, trường mầm non Đa Lộc cũng được đón bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Nhiều hộ nghèo, gia đình chính sách đã được lãnh đạo tỉnh và các mạnh thường quân là những người con quê hương Đa Lộc tặng quà với tổng trị giá gần 300 triệu đồng. Do thời tiết thuận lợi nên đã có hơn 2.200 lượt khách đến tham quan và mua hàng trong hai ngày diễn ra phiên chợ cam Hưng Yên năm 2019 tổ chức tại khu đô thị Eco Park, huyện Văn Giang. Theo số liệu của ban tổ chức phiên chợ cam Hưng Yên năm 2019, lượng khách tham quan và mua hàng năm nay cao hơn so với phiên chợ cam năm 2017 tại khu đô thị Eco Park và năm 2018 tại huyện Mỹ Hào. Trong hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật diễn ra phiên chợ, hơn 50 gian hàng đã tiêu thụ được gần 19 tấn cam và 5.200 quả bưởi. Các chủ trang trại và nhà vườn cho biết, giá bình quân bán tại phiên chợ là 30.000 đồng một kg cam Hưng Yên, cam Khói Châu và 35.000 đồng một quả bưởi diễn và bưởi hoàng, cao hơn 10 đến 15% so với bán tại vườn và các chợ ở khu vực nông thôn. Tham gia phiên chợ cam năm nay, một số hợp tác xã và nhà vườn đã bước đầu có tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Đồng thời, ngành công thương, nông nghiệp phát triển nông thôn hỗ trợ giới thiệu trên trang web check.net.vn gắn với từng loại nông sản, cho phép người tiêu dùng trực tiếp thu thập đầy đủ thông tin về sản phẩm đã mua. Ngoài tiêu thụ cây có múi, phiên chợ cam Hưng Yên còn là dịp để các nhà vườn, chủ trang trại quảng bá và tiêu thụ một số nông sản khác như chuối tiêu hồng, nghệ trí tân, miến rong lại trạch, mật ong, long nhãn. Nhờ chuyển đổi đất bãi trồng ngô năng suất thấp sang trồng cam Hưng Yên kết hợp với việc chủ động tìm đầu ra tiêu thụ sản phẩm, nên mô hình kinh tế của gia đình bà Nguyễn Thị Hoa ở thôn 1 xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên luôn đạt hiệu quả cao. Trong khi một số hộ trồng cam Hưng Yên tại địa phương hay gặp khó khăn trong khâu tiêu thụ, thì cam của gia đình bà Hoa vẫn được thị trường ưa chuộng, bán được giá. Ngoài thương lái đến tận vườn thu mua, gia đình đã liên kết để xuất bán cam cho hợp tác xã sản xuất tiêu thụ cam Việt Gáp của địa phương. Nhờ vậy, sản phẩm chín đến đâu được xuất bán ngay đến đó. Bà Hoa cho biết gia đình bà đã áp dụng trồng và chăm sóc 6 mẫu cam, gồm 4 mẫu cam Hưng Yên và 2 mẫu cam đường canh theo tiêu chuẩn Việt Gáp, nên cam luôn có mẫu mã đẹp, chất lượng quả ngọt thơm. Vụ này gia đình ước thu 20 tấn quả, bán với giá 20.000 đồng một kg, trừ chi phí, cho thu lãi gần 300 triệu đồng. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, với mong muốn con em của địa phương được học tập trong điều kiện cơ sở vật chất tốt nhất, vừa qua xã Tam Đa, huyện Phù Cừ đã đầu tư hơn 10 tỷ đồng để sửa chữa, cải tạo và xây mới nhiều phòng học cho các trường trên địa bàn. Xã Tam Đa đã đầu tư cải tạo toàn bộ điểm trường trung học cơ sở cũ, đổ bê tông khuôn viên sân trường, xây nhà vệ sinh, xây mới khu nhà 3 tầng gồm 6 phòng chức năng. Kinh phí được xây dựng lấy từ toàn bộ số tiền đấu giá quyền sử dụng đất năm 2019 của xã. Hiện nay, các phòng học của nhà trường đã được trang bị đầy đủ thiết bị dạy và học. Việc tăng cường cơ sở vật chất cho nhà trường sẽ góp phần tạo ra môi trường học tập tốt nhất cho các giáo viên và học sinh, nhất là trong điều kiện xã Tam Đa là địa phương đầu tiên của huyện Phù Cừ vừa thực hiện sáp nhập liên cấp 2 trường trung học cơ sở và tiểu học. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhiều cá nhân ở huyện Khói Châu đã tích cực tham gia hưởng ứng ủng hộ tiền, đất, ngày công lao động. Tiêu biểu là ông Nguyễn Minh Thái ở xã Tân Dân.
Ông Thái sớm nhận thức được chương trình xây dựng nông thôn mới có ý nghĩa rất lớn cả về kinh tế và xã hội, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng và gia đình. Hiểu là làm, bản thân ông và gia đình đã gương mẫu đi đầu. Ông đã đóng góp 800 triệu đồng để xây dựng các công trình phúc lợi tại địa phương như làm đường giao thông, nhà văn hóa, xây dựng khuôn viên nghĩa trang đồng bộ. Không những vậy, ông còn đến các hộ xung quanh vận động giải thích mục đích của xây dựng nông thôn mới là cho tất cả mọi người biết nên đông đảo nhân dân hưởng ứng. Những việc làm và sự đóng góp tích cực của ông xứng đáng là tấm gương để mọi người học tập và làm theo. Thưa quý vị và các bạn, để phục vụ tốt nhu cầu sử dụng nước sạch của nhân dân, ngoài đảm bảo chất lượng nguồn nước, nhà máy nước sạch Thịnh Phát, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ còn đẩy nhanh lắp đặt đường ống, phục vụ nhân dân 4 xã theo quy hoạch phân vùng cấp nước đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Theo quy hoạch phân vùng cấp nước, nhà máy nước Thịnh Phát do Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản Thịnh Phát làm chủ đầu tư, tổng vốn đầu tư gần 70 tỷ đồng. Công suất giai đoạn 1 là 2.700 mét khối ngày đêm, giai đoạn 2 là 10.000 mét khối ngày đêm. Nhà máy được quy hoạch phân vùng cấp nước cho nhân dân của 4 xã là Yên Phú, Yên Hòa, Hoàn Long và Việt Cường. Trong quá trình làm thì anh em chúng tôi cũng đã đi học hỏi rất nhiều các nhà máy nước lân cận, ví dụ như Hải Dương, rồi các nhà máy nước ra đời trước ở Hưng Yên cũng như là Hà Nội. Thì để làm sao đấy tìm được cái giải pháp mà làm ra nước sạch cho bà con ở cái chất lượng là tốt nhất. Sử dụng công nghệ lắng lamen của Pháp, nhà máy bắt đầu cung cấp nước sạch phục vụ nhân dân từ cuối năm 2018, đầu năm 2019. Đến nay, nhà máy đã hoàn thành lắp đặt cơ sở hạ tầng đường ống chính và đường ống nhánh đến các thôn xóm, khu dân cư của 4 xã với tổng chiều dài trên 250 km. Trong tổng số trên 8.000 hộ dân của 4 xã nằm trong phân vùng cấp nước được phê duyệt, đã có gần 4.000 hộ lắp đặt đồng hồ để sử dụng nước. Qua thời gian sử dụng, nhân dân có đánh giá tốt về chất lượng nguồn nước, áp lực cung cấp nước đảm bảo, tạo thuận tiện cho nhân dân khi dùng. Ở cái xóm này ai cũng dùng bằng nước máy, mà giặt quần áo đấy là sẽ không bị ố vàng. Các hộ gia đình mà qua các nhu cầu ấy mà đề nghị thì trên nó về lắp, quay thế là nhà đồng hồ nước cho dân để sử dụng ngay. Bà con mà dùng nước rất phấn khởi vì nước này là rất sạch. Cùng với việc đẩy nhanh lắp đặt hệ thống đường ống nhánh đến các khu dân cư riêng lẻ nằm xa trung tâm xã, không để nhân dân phải chờ đợi khi có nhu cầu sử dụng, thì chất lượng nguồn nước đảm bảo được các cơ quan quản lý nhà nước giám sát thường xuyên sẽ góp phần sớm hoàn thành mục tiêu 100% số hộ dân của 4 xã Yên Phú, Yên Hòa, Hoàn Long, Việt Cường được sử dụng nước sạch, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày. Theo số liệu thống kê của Sở Tài nguyên và Môi trường Hưng Yên, ước lượng nước thải sinh hoạt ở khu vực nông thôn tỉnh ta khoảng 80.000 mét khối ngày đêm. Và toàn bộ lượng nước này hiện nay chưa được thu gom xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật, xả thải trực tiếp vào kênh mương, ao hồ, gây ô nhiễm môi trường và mang theo những nguy cơ bệnh tật cho người dân. Những con kênh mương như thế này xuất hiện ở rất nhiều các khu dân cư nông thôn ở tỉnh ta. Theo kết quả phân tích chất lượng nước mặt, hầu hết các mẫu đều có thông số ô nhiễm vượt quy chuẩn quốc gia về chất lượng nước mặt. Ảnh hưởng của ô nhiễm nước mặt đối với sức khỏe cộng đồng có thể thông qua hai con đường: do ăn uống phải nước bị ô nhiễm hay các loại rau quả, thủy hải sản được nuôi trồng trong nước bị ô nhiễm và tiếp xúc với môi trường nước bị ô nhiễm trong quá trình sinh hoạt và lao động. Theo thống kê của Bộ Y tế cho thấy, gần một nửa trong số 26 bệnh truyền nhiễm có nguyên nhân liên quan tới nguồn nước bị ô nhiễm, điển hình là bệnh tiêu chảy cấp, dịch tả, thương hàn, đau mắt đỏ, các bệnh về đường tiêu hóa, viêm gan A, viêm não, ung thư. Sáng nay tại trường quay S9, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên tổ chức tổng kết và trao giải Liên hoan Phát thanh Truyền thanh Truyền hình tỉnh Hưng Yên lần thứ 16 năm 2019. Liên hoan năm nay có hơn 80 tác phẩm dự thi thuộc các thể loại phim tài liệu, phóng sự phát thanh, phóng sự dài truyền hình, phóng sự ngắn truyền hình, chương trình phát thanh 15 phút đối với đài huyện và chương trình phát thanh trực tiếp đối với đài xã.
các tác phẩm với đề tài phong phú phản ánh toàn diện đời sống xã hội từ kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh cho đến các mảng đề tài mới là bất cập quản lý đất đai, lừa đảo bán hàng, góc khuất trong xuất khẩu lao động, v.v. Đây là hoạt động được Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên tổ chức hàng năm là dịp để đội ngũ những người làm báo truyền hình phát thanh từ tỉnh đến cơ sở học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, qua đó nhằm nâng cao công tác chuyên môn, góp phần tuyên truyền kịp thời các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước tới các tầng lớp nhân dân. Kết quả, ban tổ chức đã trao giải nhất chương trình phát thanh trực tiếp cho Đài Truyền thanh xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ, giải nhất chương trình truyền thanh 15 phút cho Đài Truyền thanh huyện Yên Mỹ, giải nhất phóng sự phát thanh cho tác giả Mai Hoan, phòng phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Riêng ở ba thể loại phóng sự dài truyền hình, phóng sự ngắn truyền hình và phim tài liệu không có giải nhất. Giải nhì phim tài liệu thuộc về tác giả Ngọc Anh, phòng thư ký chương trình với tác phẩm Sức sống một nghị quyết. Giải nhì phóng sự ngắn truyền hình thuộc về các nhóm tác giả Hoàng Vui, Tuấn Kiệt, Đồng Hoàng, phòng thời sự với tác phẩm Họp mà chơi, chơi mà họp và tác giả Hoàng Hạnh Phú Thái, phòng khoa giáo với tác phẩm Bất cập quản lý xe đưa đón học sinh ở Ân Thi. Giải nhì phóng sự dài truyền hình thuộc về nhóm tác giả Thanh Hải, Ngọc Ánh, Công Quyết, phòng thời sự với tác phẩm Hơn cả thần y. Thưa quý vị và các bạn, nhà trường không quản lý các xe đưa đón học sinh, chỉ cần giao kèo với phụ huynh học sinh. Bản thân phụ huynh vì giá rẻ, vì tiện lợi trong việc đưa đón con em đến trường nên cũng chẳng quan tâm đến chất lượng của các xe. Vì thế mà dịch vụ xe đưa đón học sinh ở huyện Ân Thi đang rất bất cập, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho trẻ. Tác phẩm đạt giải nhì, thể loại phóng sự ngắn, tham dự Liên hoan Phát thanh truyền hình tỉnh Hưng Yên lần thứ 16 năm 2019. Lái xe, kiêm phụ xe và kiêm luôn cả bảo mẫu. Tất cả chúng mày ngồi im nhá. Đứa nào đánh nhau hay beo nhau trên xe là tao ngủ. Xe hết niên hạn sử dụng từ năm 2013, vậy mà năm 2019 vẫn được dùng để đưa đón học sinh. Xe có cấu tạo 16 chỗ, nhưng lượng khách chở thực tế luôn gấp đôi, thậm chí là gấp 3 so với số ghế quy định. Có. Có lúc thì bị đứng. Thật không có chỗ đứng. Chứ có phải chen nhau ngồi không? Có. Tôi cháu chen nhau ngồi lóng chặt. Đây là thực tế về nhiều chiếc xe đưa đón học sinh trên địa bàn huyện Ân Thi. Hầu hết các trường tiểu học của huyện đều có dịch vụ xe đưa đón. Tuy nhiên, số xe quá niên hạn sử dụng, quá thời gian đăng kiểm hay đã bị hoán cải, chở quá số người quy định, có khi còn nhiều hơn những xe có chất lượng tốt, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí hoạt động. Và để qua mặt cơ quan chức năng, các xe vi phạm cũng có mánh khóe riêng. Trước nay thì bọn em cũng chỉ chạy trộm thôi, chứ cũng không phải là chạy công khai được. Sáng thì phải dậy sớm một tí. Bây giờ là xử như là các anh đi làm thì bọn em cũng phải trốn. Thực hiện kế hoạch số 1246KH, CAH, ngày 1 tháng 9 năm 2019 của Công an huyện Ân Thi về công tác tuyên truyền bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên năm học 2019-2020. Công an huyện Ân Thi đã tăng cường kiểm tra, rà soát và có xử lý một số xe đưa đón học sinh. Xe liên quan đến hết niên hạn sử dụng là cũng không có, nhưng mà đối với những xe mà có thời hạn kiểm định mà không kiểm định thì chúng tôi yêu cầu chủ phương tiện phải kiểm định. Còn nếu vi phạm xảy ra vi phạm thì chúng tôi xử lý theo quy định pháp luật. Và quan điểm của chúng tôi là tất cả các phương tiện đưa đón học sinh là phải đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, những xe vi phạm bị cơ quan công an xử lý đã tìm mọi cách để có thể đưa xe ra ngoài và tiếp tục hoạt động đưa đón học sinh. Việc vận hành của một chiếc xe đưa đón học sinh cần đáp ứng nhiều tiêu chí như chất lượng xe, trình độ người lái xe, quy trình đưa đón. Đã có những vụ việc đáng tiếc xảy ra trên những chiếc xe đưa đón học sinh. Mong các ngành chức năng không chủ quan, nhà trường và phụ huynh không thờ ơ để những chặng đường đến trường của trẻ luôn được an toàn. Tại thôn Thụy Trang, xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ, việc hỏa táng đã được người dân thực hiện nhiều năm nay. Đặc biệt từ đầu năm 2019, với chính sách hỗ trợ cho các gia đình đưa người thân đi hỏa táng của tỉnh, phong trào hỏa táng trong thôn lại càng phát triển mạnh hơn. Tại thôn Thụy Trang, xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ, việc hỏa táng đã được người dân thực hiện nhiều năm nay. Đặc biệt, từ đầu năm 2019, với chính sách hỗ trợ cho các gia đình đưa người thân đi hỏa táng của tỉnh,
phong trào hỏa táng trong thôn lại càng phát triển hơn. Cụ thể, từ đầu năm đến nay, thôn có 14 người qua đời, thì có 11 người qua đời được người thân đưa đi hỏa táng. Đi đôi với hỏa táng, việc xây dựng nghĩa trang đồng bộ cũng được người dân trong thôn thực hiện tốt, xây dựng theo đúng quy định chung. Các ngôi mộ cao 1,1m, rộng 0,8m, dài 1,2m. Giữa các mộ có lối đi rộng 30cm, thuận tiện cho việc người dân tìm và thăm viếng mộ. Chi phí xây mỗi mộ khoảng từ 3 đến 4 triệu đồng. Việc thực hiện những nét văn minh trong việc tang tại thôn Thụy Trang, xã Trung Hưng không chỉ tạo bộ mặt khang trang cho quy hoạch của địa phương mà còn giúp người dân giản tiện, tiết kiệm chi phí trong công việc đối với người đã mất. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.